đâu có mọi người đâu. Thì mở cửa bỏ cúng á, cái này còn lâu á, cái này làm lâu thì xong khởi công 2016 á. Lâu người ta tới thấy bên cà phê người ta đông lắm, cỡ gần 100 người á. Sao cái này cách lâu quá rồi, dân phản ảnh quá trời quá đất luôn. Những người á là mua rồi đóng tiền hết 700-800 gì đó mà nay lâu lắm rồi, thành thử ra giờ đó còn nằm đó luôn. Nhiều người nói là chủ đầu tư gom tiền để trốn nợ. Đó là câu chuyện đi đòi nhà của hàng trăm hộ dân đang xảy ra tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, được người dân chứng kiến kể lại. Khi chủ đầu tư của dự án chung cư Kingsway Tower mất tích nhiều tháng qua, còn công trình thì ngừng thi công. Dự án Kingsway Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Siêu Thành làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 8.400m2 với quy mô gần 500 căn hộ. Theo cam kết của chủ đầu tư thì dự án sẽ hoàn thành và bàn giao cho người mua nhà vào quý 1 năm 2019. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của chúng tôi vào những ngày đầu tháng 12, thì hiện dự án chỉ mới hoàn thành phần thô và ngưng thi công toàn bộ. Bên trong công trường không một bóng công nhân. Để tìm hiểu thực hư câu chuyện ra sao, chúng tôi đã gặp được 3 trong số hàng trăm người đã bị chủ đầu tư Kingsway Tower thu tiền đặt cọc mua nhà, nhưng giờ đã bỏ trốn. Giờ 3 căn rồi vừa chưa làm, cự lộn chủ đầu tư mà bắt tiền thoại mất máy, trốn luôn là mất tiền mà vừa nhà không có ở. 3-4 căn chung cư đó mua trống. Mua là mua từ 2017 á. Anh em đa số trong đây là đều vay hết. Nhiều người đó có tiền bạc người ta vẫn vay. Nhu cầu nhà ở thì cũng nhiều người là mua để ở nhiều. Vay ngân hàng là 1.1 tỷ. Chủ đầu tư là công ty Siêu Thành. Nhưng bây giờ không có đường dây thông tin nào liên hệ. Tổng cộng là 596 hộ. Lãi suất ở ngân hàng là của An Bình là 12.2. Vô cái thế mà mua mà vay ngân hàng vẫn bắt chẹt. Trong cái vấn đề bảo hiểm là chủ đầu tư với An Bình là hai ngân hàng liên kết với nhau để cho khách hàng vay, làm như thế khó là phải mua một cái gói bảo hiểm là tầm 15 triệu, nhiều người 18 triệu. Gọi điện hay là tới trụ sở không liên lạc được. Cư dân thì đã báo lên chính quyền rồi, bây giờ đang đợi chính quyền thu thập thông tin, chưa có câu trả lời. Sau dịch thì có nhận được một cái thư của bên chủ đầu tư là kêu là do dịch bệnh nên là ngưng. Rồi sau rồi cũng không thấy nói gì. Một căn hơn 1 tỷ mấy ngân hàng, nó ảnh hưởng tới cuộc sống ấy. Bây giờ trong khi nhà đi ở nhà thuê nhà mướn, đúng ra tới thời điểm này đã có nhà rồi nhưng mà giờ vẫn phải đi ở thuê, vừa ở thuê mà còn vừa phải đóng tiền ngân hàng. Đi tìm mà không được, bây giờ cái văn phòng ta chuyển đi rồi giờ biết người ta ở đâu. Một căn mà bán cho mấy người, nói chung là mục đích của người ta cố tình lừa đảo từ ban đầu. Bây giờ nó cứ nằm chỏng chơ năm này qua năm khác, đồ cốt thép rồi nó hư hết, xuống cấp. Nhiều người dân sống xung quanh dự án chung cư Kingsway cho hay ngày nào họ cũng thấy những người đã đặt cọc tiền tỷ để mua căn hộ tại dự án này kéo đến công trình để tìm chủ đầu tư, nhưng vô ích vì không có ai ở đây, kể cả công nhân. Mấy năm nay rồi thì thấy cứ để vậy hoài đó, thấy ngưng hoài, thấy người ta tới ta cũng la ông sườn hết trơn. Nhiều người đó đến cứ hỏi thăm vào khi nào công trình này làm. Lần mới nhất theo người dân ở đây cho biết là vào ngày 1 tháng 12, hàng trăm người đã kéo đến truy tìm chủ đầu tư. Thế tình cảnh hiện tại, người phụ nữ này cho biết chị hên vì đã không bỏ tiền ra mua căn hộ ở đây. Tấm biển tuyển công nhân đã bạc màu treo trước cổng công trường. Chúng tôi đã gọi điện đến số điện thoại liên lạc trên tấm bảng, nhưng điện thoại không ai bắt máy, rồi sau đó tắt luôn.